Xin chào các bạn, hôm nay đại lý TK Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bếp điện hồng ngoại của TK, thiết kế 4 mặt bếp, mang cái mã hiệu là TK TB6415. Thì cái mẫu 6415 này là nó được thiết kế với 4 mặt bếp, có một mặt bếp lớn với thiết diện là 21 cm, và một mặt bếp vừa cái thiết diện là 180, còn hai mặt bếp nhỏ hơn thì nó là thiết diện 145. Và cái mẫu này thì nó có cái công suất lên đến 6.300 W, một công suất rất là lớn, và nó được kích thước của cái bếp này với cái chiều dài là 60 cm, chiều rộng là 51 cm, và độ chiều cao của cái bếp này là 6,3 cm. Mẫu bếp TK này là nó điều khiển là dạng điều khiển bằng cảm ứng, và nó có thể cài đặt những cái chương trình riêng biệt cho cái mặt bếp của nó. Về thiết kế cái mặt bếp thì nó được làm là bằng mặt kính ceramic Eroquera. Mặt kính này giúp chịu nhiệt và chống va đập rất là tốt. Và mẫu này thì nó có logo TK nằm ở bên dưới góc dưới cùng bên tay trái. Logo TK là logo màu trắng và nó in chìm rất là sắc nét. Về cái bảng điều khiển, theo đánh giá điều khiển cũng khá là dễ sử dụng. Nó có thể tích hợp tất cả các cái mặt bếp chung lại với nhau. Chúng ta có thể điều khiển các mức công suất tăng giảm tùy theo cái đồ nấu của chúng ta là chúng ta đang nấu món nào. Và cái mức công suất đó thì chúng ta có thể điều chỉnh ở 9 mức công suất khác nhau. Về cái bếp hồng ngoại này thì nó được rất là nhiều người lựa chọn. Và nếu mà các bạn nhà các bạn mà có những cái số lượng người trong nhà nếu mà đông thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại 4 mặt bếp này, thì chúng ta có thể nấu một lần được nhiều bếp khác nhau. Đây là cái mặt bếp này, là cái mặt bếp có thiết diện là phi 180, là 18 cm. Đó. Thì ở ngay cái mặt kính thì ở đây cái mặt kính của cái bếp này là mặt kính Cosseran. Thì cái mặt kính Cosseran này thì nó giúp là một cái mặt kính cao cấp nhất của các cái thương hiệu bếp, thì đa phần là đều sử dụng cái mặt kính Cosseran này. Và ở cái mẫu bếp này á thì nó có cái công suất là 220 V, và các nếu mà các bạn muốn và nó có thể tích hợp với các cái bếp lại với nhau. Nếu mà chúng ta nấu những cái nồi nó lớn thì vẫn có thể nấu được rất bình thường. Và nó cũng có đèn hiển thị nhiệt độ dư để báo cho chúng ta biết là bếp này đang đang nấu ở cái mức nhiệt độ nó như thế nào. Và hiện tại thì cái mẫu bếp TK TB6415 này thì đang được bán tại đại lý TK Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.